Không khí tuyệt vời tại sân vận động Saint James Park chào đón chúng ta trong vòng đấu của ngày lễ tặng quà tại giải bóng đá Hoàng Anh, vòng đấu thứ 19. Luis Miley chuyền bóng hay, không có tiếng còi được vang lên. Bây giờ thì tiếng còi mới vang lên và penalty. Chúng ta sẽ cần những góc máy làm chậm. Một cú ngáng chân đã đến. Và đây là bàn thắng thứ tư. Alexander Isak mở tỷ số cho Newcastle tại Saint James Park. Và mở màn cho bữa tiệc tại sân đấu này cho các cổ động viên chủ nhà. Cơn ác mộng của Nottingham Forest. Rất tốt Elanga, một nhịp đưa bóng hợp lý của Elanga. Anthony Elanga không được. Tại sao không phải là đường truyền dành cho Chris Wood? Có lẽ là chính Chris Wood cũng đang thắc mắc về điều này. Dubravka đã có pha bắt bóng không đúng nhịp của cầu thủ bên phía Newcastle. Bây giờ là phản công cho Nottingham Forest. Lợi thế Gibbs White, cánh phải là Elanga. Gibbs White, Elanga chuyền bóng vào, đây rồi, và bàn thắng đã có dành cho Nottingham Forest. Một đều trước khi mà hiệp một khép lại. Lần này thì Elanga không phạm sai lầm nào nữa. Và đội bóng của Nuno Espirito Santo đã có bàn thắng rồi. Pha lập công đầy quý giá của Chris Wood. Đánh đâu? Không được. Rất nguy hiểm. Trước đó là pha đánh đầu của Isak. Một tình huống đầu khiến cho Martiner cũng đã phải gặp khó khăn. Thời cơ băng vào dành cho Almiron, nhưng cầu thủ này cũng đã không thể theo điều mà Newcastle hướng đến trong mùa năm nay. Nỗ lực của Elanga đã chuyển được bóng cho Chris Wood rồi. Chris Wood, Chris Wood đi bóng rất hay. Chris Wood quá đẹp, mắt thả 2-1 cho Nottingham Forest. Và cú đúp của Chris Wood. Chris Wood có thể là một cầu thủ có chiều cao là rất ấn tượng. Một cầu thủ tưởng chừng như là không được khéo léo, nhưng pha đi bóng vừa rồi thực sự là pha đi bóng khiến cho cả những rất nguy hiểm. Và đây là thêm một cơ hội nữa dành cho Chris Wood, lừa qua cả Rubaka và sút vào lưới trống. Chính anh cũng không tin về điều này nữa. Chris Wood cũng đã phải quan sát trọng tài biên trước khi ăn mừng một cách thoải mái hơn. Một lần nữa Chris Wood lại đánh bại Rubaka trong thế đối mặt. Cú hat-trick được lập bởi Chris Wood thành công. Sẽ vẫn là những sự kiểm tra đến từ VAR. Quà tặng cuối năm từ K+, app K+ ưu đãi lớn giảm tới 50%.